chúng tôi lao gian lao, gia đình vẫn bên nhau. Và gia đình là số một, và gia đình là số một, và gia đình là số một. Thưa cô, em vẫn kịp giờ đúng không cô? Ha, đúng rồi. Nhưng mà vô lớp sau tiếng chuông là đi trễ đó cô. À, đúng rồi. Ta phải ghi tên vô sổ đầu bài. Ừ, cô biết mấy cái đó mà. Cô ghi tên vô sổ đầu bài nè. Ta sẽ kiện cái tội béo xéo của mày. À, tránh đi bà. Đừng có vô, mày vô toilet nữ mà. Nhìn gì? Nhìn cái con mắt mày. Ờ, ý là anh nhìn cái con mắt của em đó mà. Mẹ ơi. Đồ hết cái. Cái gì vậy? Ở đâu còn có chiếc xe mô tô đó hả? Nó mượn của anh đi mấy tháng trời mẹ không biết hả? Cái gì? Trời, anh mượn lâu rồi. Con chạy mô tô mấy tháng trời rồi hả? Cái gì vậy? Gia đình là số 1. Gia đình siêu cấp, vui cười bất chấp. Phát sóng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, lúc 19:50 trên HTV7, kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 2017.